phun thuốc nha mọi người. Phun thuốc cho dâu. Bệnh cho dâu. Đã phun xong rồi. Từ bấy giờ phun được 3 bình. 3 bình thuốc. À, hết rồi chỗ này. Mọi người thấy kênh của em hay thì nhớ like, bấm chuông và đăng ký kênh giúp em nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh cho em. Em xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Cuộc sống nông thôn thì chẳng có gì, chỉ có quay mấy cái cảnh này thôi. Thì mình làm gì mình quay cái đấy thôi, chứ cũng không có gì gọi là để gọi là đặc sắc như ở nơi khác. Tại vì em chỉ làm vườn thôi mà, nên là cuộc sống nông thôn à. Đây là bạt dâu của nhà em này. Bạt dâu đang lên đấy. Đó mọi người. Dâu đó. Đang mọc mầm. Phải phun thuốc chứ không là không được thu. Em cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh và like, bấm chuông giúp em nhé. Em xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin cảm ơn. Xin chào, tạm biệt. Để hẹn gặp lại. Tạm biệt mọi người. Đây là một ngày phun thuốc của em đã xong. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin thành cảm ơn ạ.